Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mập muffin with egg, thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 7148890777. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lý Sài Gòn TV qua sự trình bài của Lê Thái và Thảo Tiên. Tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bà Nancy Pelosi lạc quan về gói thỏa thuận của ông Joe Biden nhưng Manchin chỉ trích kế hoạch đánh thuế nhà giàu Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lần đầu tiên cấp sổ thông hành cho người thuộc giới tính X các hãng hàng không chịu trách nhiệm xác định tình trạng tiêm chủng của du khách nhập cảnh Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết uh, sau đây. kính thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm nay cho hay các thương lượng và thỏa thuận đề nghị chi ngân sách của Tổng thống Joe Biden đang diễn ra khá thuận lợi, ngoại trừ vấn đề phức tạp mới xuất hiện liên quan đến đề nghị tăng thuế lợi tức các tỷ phú ở Hoa Kỳ nhằm tìm kiếm nguồn thu để thanh toán gói 175.000 tỷ Mỹ Kim. Bà Nancy Pelosi xác nhận rằng các đảng viên Dân Chủ và Biden đang chạy đua để kết thúc các cuộc đàm phán trước khi Tổng thống tuần này lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Glasgow của nước Anh. Theo trưởng phòng báo chí tòa Bạch Ốc Jen Paskey, thì cuộc đàm phán đã vấp phải trở ngại vì thượng nghệ sĩ Joe Mankin của đảng Dân Chủ bác bỏ đề nghị đánh thuế các tỷ phú, cho rằng biện pháp này nhắm vào người giàu một cách không công bằng. Ông Mankin nói rằng, thay vì cố trừng phạt, thì Hoa Kỳ nên hài lòng với tính chất của quốc gia sản xuất sự giàu có, và chỉ nên áp đặt thuế suất thu nhập tối đa 15% đánh vào người Mỹ có tài sản hơn 1 tỷ Mỹ Kim hoặc trên 100 triệu Mỹ Kim trong 3 năm liên tiếp. Con số này hiện nay khoảng 800 người bị buộc phải nộp thuế thu nhập cổ phiếu tài sản giao dịch thay vì đợi đến khi cổ phiếu được bán ra. Thuế suất dành cho các tỷ phú phù hợp với lãi suất vốn hiện nay là 23.8%. Đảng dân chủ cho biết có thể tăng thêm 200 tỷ Mỹ kim số tiền tài trợ cho gói ngân sách theo đề nghị của ông Joe Biden được sử dụng trong vòng 10 năm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm nay cho hay lần đầu tiên phát hành sổ thông hành giới tính S đánh dấu cột mốc quan trọng của chính sách công nhận quyền của người không xác định nam hay là nữ và hy vọng có thể cung cấp sự tùy chọn một cách rộng rãi vào năm 2022. Theo bà Jessica Stern, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về quyền của người đồng tính và chuyển giới LGBTQ, thì quyết định này cho thấy các tài liệu của chính phủ phù hợp với thực tế cuộc sống về giới tính của con người, chứ không phải chỉ có hai cách thể hiện hoặc nam hoặc nữ. Theo AP, thì bà Janez Jim, cư dân của Fort Collins của tiểu bang Colorado, đã bị từ chối cấp sổ thông hành vì không xác định được giới tính nam hay nữ trong đơn ghi danh. Và Jim đã viết xen kẽ phía trên các ô được đánh dấu là M và F và yêu cầu đánh dấu giới tính là S. Jim được sinh ra với đặc điểm giới tính không rõ ràng, lớn lên như một cậu bé và trải qua một số cuộc phẫu thuật không thành công để giúp Jim mang dáng vẻ hoàn toàn là một người đàn ông. Diêm từng sự tại một đơn vị hải quân với tư cách là nam giới nhưng sau đó lại được xác định là một người khác khi theo học tại trường đại học tiểu bang Colorado. JIM không thể tham dự cuộc họp của tổ chức Intersect International ở Mexico vì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không cấp sổ thông hành. Hồi tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao cho hay sẽ thêm dấu hiệu giới tính thứ ba cho người không xác định là nam hay là nữ và cho phép công dân ghi danh tùy chọn giới tính, không yêu cầu họ cung cấp giấy chứng nhận nếu giới tính không khớp với giấy tờ tùy thân. Hoa Kỳ cùng với một số quốc gia như là Úc, New Zealand, Nepal và Canada cho phép công dân chịu tự chỉ định giới tính của mình không phải là nam hoặc là nữ trên sổ thông hành. Thưa quý vị. Hoa Kỳ chuẩn bị mở cửa lại biên giới để tiếp nhận du khách đã tiêm vắc-xin COVID-19 đến từ các quốc gia trước đó bị cấm nhập cảnh, sẽ khiến các hãng hàng không phải chuẩn bị đối phó với nguy cơ có thể bị tấn công. Giám đốc điều hành hãng hàng không Delta Airlines Ed Bastian hôm qua cho hay, công dân 33 quốc gia đã bị cấm, nay được phát nhập cảnh nếu đã tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo quy định đã ban hành thì các hãng hàng không sẽ chịu trách nhiệm xác minh tình trạng tiêm chủng của du khách thông qua giấy chứng nhận tên tuổi, ngày sinh của du khách khớp với hồ sơ tiêm chủng, bảo đảm rằng du khách đã tiêm đủ hai liều và đủ thời gian. Theo Hiệp hội Lữ hành Hoa Kỳ, nhóm đại diện các công ty du lịch gồm Delta hoàn nghênh kế hoạch của chính phủ Joe Biden cho phép du khách nhập cảnh Hoa Kỳ và tiết lộ tin cho hay Delta đã thiết lập ứng dụng giúp du khách tuân thủ hàng loạt các quy định. Các quy định trên cũng ảnh hưởng đến công dân Hoa Kỳ hồi hương kể từ ngày 8 tháng 11. Trong trường hợp chưa được tiêm vaccine COVID-19, thì họ sẽ được xét nghiệm trong vòng một ngày kể từ ngày khởi hành. Hoa Kỳ chấp nhận giá trị các loại vaccine COVID-19 đã được chuẩn thuận như Moderna, Pfizer-BioNTech và Johnson Johnson, AstraZeneca, cũng như Sinovac của Trung Quốc, ngoại trừ Sputnik V của Nga vì vẫn chưa được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp. và đây cũng là một thông tin mới về việc tiêm vaccine COVID-19 thưa quý vị, trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC ngày hôm qua cho biết một số người bị suy giảm hệ miễn dịch đã tiêm vaccine COVID-19 của hãng Pfizer hoặc là Moderna có thể tiêm mũi thứ tư. Bản hướng dẫn của CDC vừa công bố nói rằng người trên 18 tuổi bị suy giảm hệ miễn dịch từ mức độ trung bình cho đến trầm trọng và đã nhận được 3 liều vaccine có cấu trúc là mRNA, có thể tiêm mũi thứ tư của hãng Pfizer, Moderna hoặc là Johnson Johnson, ít nhất là 6 tháng sau tiêm liều vaccine của Pfizer hoặc là Moderna thứ ba thưa quý vị. Và cũng theo CDC thì liều bổ túc là có thể tích giống như là liều của hai mũi vaccine COVID-19 đầu tiên. Tuy nhiên thì liều thứ tư được coi là tăng cường chỉ có dung tích tiêm bằng một nửa dung tích 3 liều đầu tiên. Biện lấy quận Santa Fe Mary Cormac Always hôm qua cho biết, bà không loại trừ việc truy tố tội hình sự vụ nổ súng gây chết người xảy ra vào tuần trước tại phim trường. Nam tài tử Alec Baldwin đang đóng phim với một khẩu súng mà ông cho là không chứa đạn thật khi nổ, đã giết chết nhà quay phim và làm một đạo diễn bị thương. Bà Mary Cormac Always nói rằng, khu điều tra đang chú trọng việc xác định đạn nạp ở khẩu súng bắn ra làm chết bà Halina Hutchins và nhà quay phim cùng với việc xác định người đã đặt viên đạn vào khẩu súng. Bà Cormac Always cho hay, cảnh sát đã thu hồi ba khẩu súng lục ổ quay và đạn chứa trong hộp, đạn để rời và cất trong một gói nhỏ trong lúc thực hiện lệnh khám xét phim trường. Bà Cormac Always mô tả khẩu súng được sử dụng trong vụ án trên được gọi là súng gây tiếng nổ nhưng không gây sát thương, trừ khi viên đạn được bắn ra ở cự ly gần. Theo các bản khai trong đơn xin lệnh khám xét, Dave horse phụ tá đạo diễn ở phim trường đã đi ra ngoài nhà thờ và lấy khẩu súng khỏi một chiếc xe đẩy, sau đó đưa cho ông Bowen, người đang diễn tập bên trong nhà thờ và nói rằng đó là một khẩu súng không có đạn thật mà ông Bowen có thể sử dụng một cách an toàn. Theo bà Cormac Always thì cuộc điều tra có thể mất vài tuần, nếu không phải vài tháng trước khi ra quyết định truy tố các bị can. Đây là một cái thông tin mà mấy ngày hôm nay cũng làm dậy sống tất cả các giới điện ảnh của Hollywood thưa quý vị bởi vì nam diễn viên mà Alex Baldwin là một người một nam diễn viên rất là kỳ cựu mà trong khi đó thì cái viên đạn mà bắn ra từ khẩu súng của ông là ông ông nói là ông rất là bất ngờ khi mà trong cái viên khẩu súng đó chỉ là quay trên phim trường thôi mà lại gây sát hơn như vậy thành ra là cuộc điều tra nó đang diễn ra chị tiên đang diễn ra và không biết là sắp tới thì thông tin sẽ như thế nào thì chắc chắn là Lido Sài Gòn TV chúng tôi cũng sẽ đưa đến quý vị những thông tin về à, cái vụ mà nổ súng chết người ở phim trường của nam diễn viên mà này. Mà hình như tình trạng này đã xảy ra trong quá khứ rồi. Dạ vâng, à, em nghĩ là nếu như mà không phải là do nam diễn viên này bắn ra thì em nghĩ là cũng sẽ có một số người người ta cố tình người ta đưa đạn vào trong cái 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 khẩu súng đó hoặc là do cái cự ly quá gần đi thành ra cái khẩu súng nó gây sát thương cho những cái nhân những cái người mà đối diện với lại cái nam diễn viên mà khi ông bắn cái súng ra đây là một cái cũng tình huống nguy hiểm anh chị tiên hâm dạ vâng và kính thưa quý vị thông tin tiếp thông tin tiếp theo Lê Thái xin gửi đến quý vị là thông tin về các công tố viên tại phiên tòa hình sự xét xử vụ Kyle Richter House thiếu niên đã bắn chết hai người biểu tình hồi năm ngoái ở Kenosha Wisconsin rằng là họ không coi các người bị nghi bắn nghi can này bắn chết là nạn nhân thưa quý vị trong khi các luật sư biện hộ gọi là kẻ đốt phá hoặc là cướp bóc Phiên tòa sẽ bắt đầu vào tuần sau và phía luật sư biện hộ gọi ba người bị Rittenhouse bắn là kẻ đốt phá, kẻ cướp bóc hoặc là kẻ bạo loạn vì họ tham gia vào các hoạt động đó. Các thành viên của Bộ Thẩm đoàn đã được lựa chọn cho phiên tòa từ ngày hôm thứ Hai vừa qua để xét xử Rittenhouse phạm tội danh giết người và hành vi liều lĩnh gây nguy hiểm cho sự an toàn của người khác, cùng với một tội nhẹ là sở hữu vũ khí nguy hiểm khi trong tuổi vị thành niên. Kyle Rittenhouse không nhận tội và các luật sư biện hộ gọi vụ nổ súng là hành vi tự vệ. Phiên điều trần kéo dài 2 tiếng đồng hồ hôm ngày thứ hai vừa qua đã cho phép mỗi bên đưa ra lập luận. Và luật sư biện hộ Corey Kristravici nói rằng, nghi can tự vệ khi nổ súng và các cuộc biểu tình bùng phát chưa đầy 3 tháng sau cái chết của George Floyd phá hủy xe cảnh sát và làm hư các cửa hàng và thiêu rụi nhiều cơ sở thương mại. Ngày 25 tháng 8, đêm thứ ba của cuộc biểu tình House khi đó thì 17 tuổi đã từ nhà thờ ở Illinois qua ranh giới tiểu bang, mang theo một khẩu súng trường kiểu là AR-15 để đáp lại cuộc gọi của một công ty có trụ sở tại Kenosha rằng muốn bảo vệ các công ty trước các cuộc biểu tình. Sau đây là tường trình đặc biệt Hoa Kỳ về tình hình địa ốc. Thưa quý khán thính giả, giá nhà tại nhiều nơi trên đất Mỹ đều tăng lên mức kỷ lục trong thời gian qua. Mức tăng này sẽ kéo dài trong bao lâu và liệu có xảy ra một cuộc khủng hoảng địa ốc tương tự như năm 2006 hay không? Hoàng Trọng Thụy gửi đến quý khán thính giả bản tương trình đặc biệt sau đây. Hôm nay, đài CNN đưa ra một bản tường trình đặc biệt liên quan đến địa ốc ở Hoa Kỳ với tựa đề Chẳng ai lo chuyện giá nhà căng như bong bóng, tương tự như thời kỳ bong bóng bị vỡ. Thuật ngữ tiếng Anh hay sử dụng từ bubble hay bubble burst để giải thích về tình trạng của một thời tăng trưởng tốt độ rồi gặp suy thoái. Tương tự như quả bóng bị thổi hơi nhiều quá căng phình lên, bubble, đến một lúc thì nổ tung, bubble burst. Tình hình địa ốc hay chứng khoán thường được mô tả như quả bong bóng. Theo từng trình của CNN thì xem ra, giá nhà vẫn đang tiếp tục tăng lên mức kỷ lục và chưa thấy có dấu hiệu ngừng lại. Một phần là do phân lời đang ở mức thấp kỷ lục, Thế nhưng nhiều nhà đầu tư và ngay cả các kinh tế gia cũng tin tưởng rằng thị trường địa ốc đang trong thời kỳ đặc biệt để tiếp tục hỗ trợ cho giá nhà tăng. Thế nhưng điểm đáng chú ý là tình hình địa ốc ngày hôm nay cũng phần nào tương tự như thời kỳ suy thoái năm 2004 đến 2007, kéo theo cả thị trường chứng khoán và nền kinh tế toàn cầu dẫn đến thời kỳ suy thoái trầm trọng cho cả thế giới hiện nay giới đầu tư và kinh tế gia hoa kỳ không tập trung vào thị trường để ốc mà họ đang quan tâm đến những yếu tố gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước mỹ chẳng hạn như thị trường lao động dư thừa dẫn đến việc thiếu nhân viên có tay nghề tình trạng lạm phát đang tăng mạnh nhất từ một thập niên qua tình trạng hàng hóa bị kẹt tại các hải cảng gây ảnh hưởng đến mùa mua sắm cuối năm nay nhất là người tiêu thụ tiếp tục chi tiêu mạnh ngoài ra còn vấn đề của đại dịch kéo dài có thể nói, đại dịch COVID-19 là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vấn đề đang xảy ra tại Mỹ và trên thế giới hiện nay. Tin vui cho thị trường địa ốc Hoa Kỳ là một số các kinh tế gia tin rằng tình trạng kinh tế hiện nay của nước Mỹ sẽ không dẫn đến vụ khủng hoảng địa ốc như trong quá khứ. Thế nhưng, đây cũng là quan điểm tương tự như năm 2004. Lúc đó, chẳng ai quan tâm đến thị trường địa ốc với giá nhà đang tăng cao kỷ lục. Cụ chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ông Alan Greenspan từng mang tiếng khi năm 2005 ông tuyên bố ông không nhìn thấy tình hình bong bóng vỡ của thị trường địa ốc. Ngược lại, ông cho rằng nước Mỹ có nhiều vùng với những bong bóng nhỏ đang bị căng, giải rác ở khắp nơi. Mặc dù trong phiên điều trần trước quốc hội năm 2005, ông có khuyến cáo là giá nhà không thể tiếp tục tăng mãi được. Nhưng ông lại tuyên bố, ông không thấy xảy ra vụ bong bóng vỡ cho đến khi nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái 2008. Hiện nay một số kinh tế gia đang lo ngại thị trường để ốc có thể khựng lại nhưng sẽ không sụp đổ như trong quá khứ. Theo lời ông Mark Zandi, kinh tế trưởng của nhóm phân tích gia công ty Moody, thì thị trường địa ốc hiện nay đang vượt quá tầm kiểm soát và không thể tiếp tục như thế này hoài được. Giá nhà vượt quá trị giá thật đã khiến nhiều khu vực không còn ở mức vừa túi tiền nữa. Thế nhưng, sẽ không xảy ra một vụ khủng hoảng địa ốc vì dần dần giá nhà tại nhiều nơi sẽ khửng lại. Thậm chí chủ nhà phải giảm giá. Ngay cả những khu vực nóng, giá nhà cũng sẽ không tăng nhiều như trong năm qua. Ngoài ra, ngày nay, ngân hàng cẩn thận hơn nhiều so với thời gian của 2004. Vì thế không còn chuyện mượn nợ dễ dàng như trước nữa. Tình hình địa ốc sẽ chậm lại theo tỷ lệ nghịch với phân lợi gia tăng. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Lưu Đô Sài Gòn TV.